Sáng 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, chính quyền địa phương vừa bàn giao thi thể chị M, 30 tuổi, trú tại thôn Rẫy thuộc xã này cho gia đình lo mai táng. Trước đó, rạng sáng ngày 25 tháng 9, chị M đi chợ bán cà chua. Khi đi qua một đoạn ngầm trên đường qua xã Hòa Trạch, đúng lúc trời vừa mưa lớn suốt đêm, chị M đã bị cuốn trôi. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy chị về nên cùng chính quyền địa phương tìm kiếm. Đến khuya, thi thể chị M đã được phát hiện trên cánh đồng thuộc thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch. Được biết, chị M đang mang thai 9 tháng, chồng chị hiện đang đi làm ăn xa chưa về, gia cảnh rất khó khăn.